Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm lãi suất điều hành. Cái sự kiện này nó trùng với khớp với cái lịch mà quỹ Phu Bông sẽ giải ngân mua tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một cái tin tức em đánh giá là giá trị nhất trong ngày hôm nay. Nó còn giá trị hơn cả cái chỉ số CPI. Em chia sẻ thực sự với cả nhà, nó giá trị hơn bất kỳ một tin tức nào trong vòng 2 tháng đổ lại đây. Thực ra là anh em phải biết tin tức nào là tin tức tốt thật và tin tức nào là tin tức để điều phối tâm lý đám đông. Có hai loại tin tức, một là tin tức tốt thật và hai là tin tức để điều phối tâm lý đám đông ấy. Thì đây là tin tức tốt thật. Anh em phải hình dung như thế này này. Hôm qua chúng ta phân tích với nhau về cái câu chuyện đó là tại sao SPV lại có thời gian tới sẽ có dư địa để giảm lãi suất, đúng không? Hôm trước thì cách đây khoảng 2 tuần em rất là lo ngại khi mà SPV định giảm lãi suất, định thôi nhá, đến hôm nay mới quyết định. Anh em biết vì sao có quyết định không? Tối qua chúng ta phân tích rồi. Tức là câu chuyện là khi mà thằng đô nó gãy, thằng đô nó gãy thì các ông mới dám hạ mình nhá, không đô không gãy là không dám đâu. Đô không gãy không dám, áp lực tỷ giá là đứt. Áp lực tỷ giá lại đứt. Đấy, tốt nhất là bây giờ là các ông phải chờ rất là rõ. Ví dụ như là như thế này là nhanh rồi anh em, như thế này là nhanh rồi, bình thường phải sau khoảng tuần mới hành động, nhưng mà như thế này là ngân hàng nhà nước SBB là quá nhanh. DQ gãy 104 rồi, đúng không? Bây giờ đang loanh quanh 102, 103 thôi. Với cái đợt này mà Fed tăng lãi suất chỉ có rơi khoảng 0,5% thì em nghĩ đô sẽ phải đi ngang còn 103, 104 còn dài, thậm chí còn gãy nhá. Vì thế cái áp lực tỷ giá em đánh giá là không còn. Áp lực tỷ giá trước mắt trong ngắn hạn em đánh giá là không còn. Ok.